Ở trong phim Làm Giàu Với Ma có một nhân vật cho phim nó cảm thấy nó mang màu sắc tươi vui, à, có tí xíu cũng hơi sâu đậm. Chị chính là một nhân vật cầu nối giữa cho cha và người con. Khi tôi viết kịch bản này tôi nói, oh, cái vai này Lê Giang. Khi mà Lê Giang nhận cái vai diễn này thì Lê Giang thấy nó cũng giống như ngoài đời của mình, vui vẻ, dễ thương, cũng không khó khăn lắm đâu. Nhà sản xuất có mời Lê Giang thì Lê Giang biết là có anh Hoài Linh và đạo diễn Trung Lùng, cho nên là Lê Giang nhận. Trong cái phim này á, là cái tình cảm của bà Sáu dành cho ông Đạo, ông cảm nhận được rất rõ ràng luôn, là biết là bà ấy yêu mình. Thì ông Đạo chưa có cho bà này một cơ hội nào hết, nhưng mà bà ấy vẫn ảo tưởng á, gọi là yêu tầm trộm nhớ thôi. Thì đó, vậy đó. Nó phía chăm cho nó lên cổng thông hành luôn. Lần mà lên đoàn phim quay thì Lê Giang rất là vui. Với lại lâu lắm rồi Lê Giang cũng không gặp anh Linh nữa. Đây là cái bộ phim mà Lê Giang được đóng với lại anh Linh. Trước tiên là đàn anh và sau đó là những đàn em thân yêu đã từng hợp tác với Lê Giang cũng rất là nhiều qua nhiều bộ phim điện ảnh. Cho nên là Linh cảm giác như là mình rất là thoải mái, đi quay rất là vui và làm việc không có bị căng thẳng. Mua đồ ăn quá trời mà lên dạ. Mặt vẫn hoan hỷ đúng không? Dạ, đúng rồi. Hôm nay ngày 8 tháng 3 chị mời Phụ Nam. Phụ nam phụ nữ luôn. Đi phim là phải ăn uống, là phải cười như vậy đó. Lê Giang chỉ cần cái cảm giác đó thôi. Sáu ơi, Sáu đừng cứ tới đây sáng ngủ. Sáu à, thôi bị cầm bông đi đâu vậy? Tặng Sáu ngày 8 tháng 3 đó. Trời đất ơi, tặng ngủ. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho ekip, ủng hộ cho tất cả anh chị em nghệ sĩ. Mong mọi người thương và ủng hộ cho đoàn phim Làm Giàu Với Ma ạ. À.